Hot run run nhưng điểm đánh giá một đời một kiếp của Nhậm Gia Luân không cao. Một đời một kiếp của Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc chỉ được chấm 6,7 điểm, con số trên trung bình khiến các fan thất vọng. Sau khi ra mắt vào đầu tháng 9, một đời một kiếp của Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc luôn đứng đầu danh sách phim hot liên tiếp trong 8 ngày. Các chỉ số truyền thông khác của phim cũng như hai diễn viên đều ở mức rất cao. Cơn sốt phim có được là do hiệu ứng rất tốt từ tuần phim trước, Châu Sinh Như Cố. Khán giả mong ngóng hai nhân vật chính nối tiếp tình duyên trong thời hiện đại sau cái kết buồn trong thời cổ đại. Sau 10 ngày lên sóng, trên Đa Ban đã mở điểm đánh giá một đời một kiếp, kết quả phim rạch được điểm số 6,7/10. Đây không phải là một con số khả quan so với các phim hot khác đang được chiếu như Nghịch Cục 8,6 điểm hay Song Thám 7,4 điểm thì một đời một kiếp có điểm thấp hơn hẳn. Điểm số này cũng đang khiến các fan của Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc thất vọng. Nhìn nhận một cách khách quan, một đời một kiếp có điểm không cao vì những lý do sau đây. Sự ảnh hưởng quá lớn của phần Châu Sinh Như Cổ đã làm một đời một kiếp bị đánh giá một cách khắt khe hơn. Kịch bản phần 2 không có nhiều điểm nhấn cảm xúc như phần tiền truyện. Câu chuyện tình yêu giữa thời nghi và Châu Sinh Thần, thời hiện đại ngọt ngào nhưng thiếu đi sự mới mẻ, khác biệt so với các phim ngôn tình khác. Nhiều yếu tố về phần nội dung khiến khán giả không hài lòng, như giọng nói của nhân vật thời nghi chưa đủ truyền cảm, đã đến trình độ một diễn viên lồng tiếng. Tính cách nhân vật còn nhiều điểm cường điệu không được miêu tả như trong tiểu thuyết. Câu chuyện phim bị chê quá chậm chạp dề dà khi chỉ xoay quanh câu chuyện tình yêu mâu thuẫn giữa thời nghi và Châu Sinh Thần cũng như gia tộc của hai người. Điểm này cũng làm phim thiếu đi sự hấp dẫn trong phần 1, biên kịch đan cả nhiều chi tiết cùng đầu tạo sức hút. Một yếu tố quan trọng khác là một đời một kiếp mất điểm, tạo hình của Nhậm Gia Luân trong phần 2 xấu hơn hẳn phần trước. Nhậm Gia Luân luôn có một điểm yếu với tạo hình phim hiện đại, hình ảnh của anh trong một đời một kiếp trông nhỏ bé, giọng nói cũng không truyền cảm, làm thiếu hụt khí chất nam thần vương. Stanis còn không chịu thay đổi tạo hình của Nhậm Gia Luân. Trong cả ba phim hiện đại gần đây, Nhậm Gia Luân đều được để duy nhất một kiểu tóc, dù nó hoàn toàn không hợp với gương mặt điển trai nam tính của nam diễn viên. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!